Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích những cái biện pháp mà giúp cho con heo nái nó lên giống sớm sau khi mà cai sữa nhé các bạn. Nhưng mà chúng ta không có dùng các cái chất thuốc kích thích ở trong đó. Thì hao mòn thể trạng trong thời kỳ nuôi con hay là khẩu phần ăn thiếu chất đạm hoặc là vitamin, nhất là cái dạng ADE đó các bạn, hoặc là heo chúng ta nó bị viêm tử cung sau khi sinh chẳng hạn. Thì tất cả những cái đó đó là những cái nguyên nhân mà làm cho con heo nái chúng ta nó chậm lên giống sau khi mà các bạn cai sữa cho heo con. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số các cái biện pháp để chúng ta tránh được tình trạng này và chúng ta áp dụng trong cái thực tế trang trại chăn nuôi chúng ta. Thì khi mà heo nó chậm lên giống lại các bạn, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái thu nhập của chính cái trang trại chúng ta các bạn, và nó tốn kém cái công chăm sóc cũng như là tốn thức ăn hay là cái số lứa đẻ trong năm nó thấp các bạn. Và một số các cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng là chậm lên giống sau khi heo cai sữa đó là nó hao mòn thể trạng quá lớn trong cái thời kỳ nó nuôi con. Có thể là do cái thức ăn của các bạn cho nó ăn nó không đủ cái dưỡng chất để mà nó tạo ra sữa nuôi con, thì như vậy thì nó sẽ rút các cái dưỡng chất ở bên trong cơ thể của con nái và nó gây ra tình trạng là hao mòn thể trạng là như vậy. Cho nên là trong cái quá trình mà các bạn lựa chọn thức ăn á, chúng ta cũng đừng có ham rẻ nhé các bạn, là chúng ta phải lựa chọn những dạng thức ăn ổn định, phù hợp và có thương hiệu tốt trên thị trường. Chứ nếu các bạn chọn những dạng thức ăn nó quá rẻ tiền đi thì các cái hàm lượng vitamin trong đó nó không có cân đối, cũng như là các cái hàm lượng về các cái chất, ví dụ như là các cái chất xơ, chất khoáng nó không có đủ và không có cân bằng được, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con heo nái chúng ta cho cái lứa, những cái lứa sau các bạn, nên vấn đề này rất là quan trọng, các bạn chú ý nhé. Và một cái vấn đề nữa bạn, đó là cái vitamin. Thì thông thường ở trên con heo nái bạn, nó rất là hay cần những cái dạng vitamin, nhiều nhất đó là cái dạng vitamin ADE. Mà nếu như mà cái tình trạng mà các bạn nuôi heo nái mà nó thiếu cái dạng này á, thì chắc chắn với bạn một điều là nó sẽ chậm lên giống. Và một cái tình trạng nữa bạn, đó là heo nái mà bị viêm tử cung sau khi sinh các bạn. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân chính để mà xảy ra cái tình trạng mà nó chậm lên giống, tức là cái tử cung của nó đã bị tổn thương, thì nó sẽ lâu lành và cái khả năng hồi phục của nó sau khi mà cai sữa thì nó cũng lâu hơn so với những con bình thường nhé các bạn. Thì ngoài một số các cái nguyên nhân truyền nhiễm các bạn, thì nó cũng có ảnh hưởng rất là lớn đến cái khả năng mà cái con heo nái chúng ta lên giống. Ví dụ như là sảy thai truyền nhiễm nè các bạn, sán khuẩn nè, tai xanh nè, sau khi nó bị gọi khỏi bệnh. Thì tôi đã có phân tích cho các bạn những cái bài về sảy thai truyền nhiễm, sán khuẩn hay là tai xanh ở trên con heo rồi á, các bạn xem lại bài đó giúp tôi nhé. Cho nên là các bạn cần phải chú ý đến cái công việc mà chúng ta tiêm phòng cho nái và định kỳ, là chúng ta có một cái quy trình tiêm phòng chuẩn cho con heo nói chung và cho heo nái nói riêng. Thì tôi cũng đã có phân tích cho các bạn một cái bài rất là chi tiết về cái việc mà chúng ta tiêm phòng trên heo rồi á, các bạn cũng xem lại cái bài đó giúp tôi nhé. Thì đối với các nước mà người ta nuôi heo theo cái chế độ tập trung các bạn, tức là nuôi heo công nghiệp, thì người ta thường là cho heo con cai sữa sớm và ta sẽ áp dụng các cái biện pháp để giúp cho cái con heo nái chúng ta nó lên giống đồng loạt sau khi cai sữa. Tức là người ta có thể dùng các cái dạng thuốc kích thích, ví dụ như là gonadotropin hay là các cái dạng là estradiol chẳng hạn. Tuy nhiên trong cái điều kiện chăn nuôi của chúng ta hiện nay á, chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ các bạn, nó chiếm tỷ lệ vẫn còn tương đối cao, cho nên là cái việc mà áp dụng bằng thuốc á, thì nó sẽ gây một số trở ngại. Ví dụ như là người ta nuôi khoảng 1.000 con nái thì người ta cho lên giống đồng loạt để người ta dễ chăm sóc, còn như các bạn nuôi khoảng 1-2 con nái hoặc là 5-10 con thì chúng ta cũng không cần thiết gì mà phải sử dụng các cái dạng thuốc này cho nó tốn kém. Thì qua cái quá trình mà chúng tôi điều trị bệnh trên gia súc cũng như là các cái kinh nghiệm thực tế mà áp dụng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đó, thì chúng tôi thấy cái phương pháp tốt nhất là chúng ta không nên dùng thuốc, bởi vì chúng ta dùng thì nó sẽ ảnh hưởng đến một số các cái khả năng lên giống sau này của cái con heo nái chúng ta. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một số các cái quy trình để mà gây lên giống trên heo nái sau cai sữa sau đây nhé các bạn. Thứ nhất là đối với cái ngày đầu tiên các bạn cai sữa thì các bạn cho heo mẹ nhịn ăn. Các bạn chú ý nhé, chúng ta cho nhịn ăn và chúng ta cho nó nhịn khác. Thì thông thường á, nhịn ăn thì các bạn cho nó nhịn 24 giờ luôn. Còn các bạn không cho nó uống nước thì các bạn chú ý chúng ta không cho uống nước 12 giờ thôi nhé các bạn. Chứ nếu chúng ta không cho uống nước hết thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con heo nái chúng ta. Thì đó là cái ngày đầu tiên sau cai sữa. Cái ngày thứ hai sau cai sữa thì các bạn cho con heo mẹ uống nước bình thường. Và các bạn cho ăn lại với cái khẩu phần ăn là bằng 1/3 cái khẩu phần ban đầu.
Bạn chú ý nhé, thường là cỡ khoảng 1 kg các bạn. Bạn cho ăn vào cái ngày thứ hai sau cai sữa khoảng 1 kg và bạn cho uống nước bình thường. Và cái ngày thứ ba các bạn thì các bạn cho uống bình thường và cho ăn khoảng 2 phần 3 cái khẩu phần. Thì nó cũng nằm vào tầm khoảng 1.5 đến 2 kg. Và đối với cái ngày thứ tư sau cai sữa thì các bạn cho heo mẹ nó uống nước bình thường và ăn cái khẩu phần ăn bình thường hàng ngày của nó. Cái này thì tùy theo cái thể trạng của con heo nái chúng ta. Nếu như nó quá ốm thì các bạn cho ăn thức ăn cao lên, còn nếu như mà nó mập quá thì chúng ta giảm lượng thức ăn lại. Cái này thì tôi cũng đã có phân tích cho các bạn một cái bài rất là chi tiết rồi về cái phần mà chăm sóc cho con heo nái sau cai sữa. Các bạn xem lại cái phần đó giúp tôi nha. Thì sau khi cái quá trình mà các bạn chăm sóc như tôi nói như vậy đó, thì các bạn cần phải chú ý tăng cường thêm các cái rau xanh để chúng ta tránh táo bón cho con nái, và các bạn bổ sung thêm các cái dạng vitamin như tôi nói đó, nhất là cái vitamin A, D, E đó bạn. Chúng ta bổ sung một thức ăn cho nó, thường là theo hướng dẫn nhà sản xuất nhé các bạn. Nhưng mà cái liều ở ngoài thị trường hiện tại bây giờ cỡ khoảng 5 đến 7 c một con các bạn. Thì tôi cũng sẽ có một cái bài phân tích về cái dạng vitamin A, D, E này chi tiết cho các bạn. Thì các bạn nào quan tâm chúng ta cứ ấn đăng ký kênh Dương Vy Đốc để chúng ta nhận thêm bài học khác cách nhanh nhất nhé các bạn. Và cái thời gian sau các bạn, đó là khi mà các bạn tiêm ADE rồi thì cái quá trình lên giống của nó sẽ trở lại sau vài ngày. Thì như vậy thì nó sẽ giúp cho cái điều kiện của các bạn phối giống nó nhanh hơn và giúp cho cái lứa đẻ ở trên năm của chúng ta nó được cao hơn. Các bạn chú ý cái này nhé. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Hiện tại thì Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, vân. Các cái quy trình chăn nuôi cũng như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vân. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau khóa học sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong cái quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì đây là phần bài học hôm nay, thì các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm các bài học khác cách nhanh nhất, cũng như được bài chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức, và các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.